không ngại gian khổ và vất vả. Quan điểm của họ trong cuộc sống là chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ gặt hái được thành công. Người tuổi sủ còn là những người rất nghĩa khí và trọng tình cảm, luôn đạt hạnh phúc gia đình lên trên bất cứ điều gì. Họ cố gắng vất vả làm việc chỉ với mục đích là cải thiện cuộc sống hiện tại, giúp cho người thân yêu có thể có được một cuộc sống sung túc hơn. Người tuổi sổ sanh vào các giờ, ngày, tháng khác nhau thì sẽ có vận số khác nhau. Người tuổi sổ sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sanh vào giờ tí tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Người tuổi sổ sanh vào giờ tí thường kết hôn sớm, gia đạo hưng thịnh, con đàn cháu đóng, cuộc sống hạnh phúc vô ưu khi bước vào hậu vận Tuy cuộc sống tiêu diêu tự tại và bình yên, nhưng tuổi thọ không quá 70 vì sức khỏe suy yếu, dễ mắc bệnh tật. Sinh vào giờ sổ tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Đa phần người tuổi sổ sinh vào giờ sổ đều thông minh đa tài, học sâu hiểu rộng, văn trường cái thế, nhưng hay gặp phải chuyện buồn phiền. Cuộc đời cũng trải qua không ít sóng gió, Người này theo nghiệp văn trường sẽ phát triển tốt. sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tủ sủ sanh vào giờ dần tuy có tài nhưng khó thành công trong sự nghiệp vì không gặp thời. Mệnh này có sao Thái Dương chiếu mệnh nên gặp nạn thì được cứu. Mọi sự các tương có quý nhân giúp đỡ tương trợ. Sanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi sổ sanh vào giờ mão gặp nhiều trắc trở, thiếu vận quý nhân, làm việc gì cũng phải tự lực cảnh sinh. Do đó tiền vận vất vả nhưng hậu vận yên ổn. Người này phải tính toán cẩn trọng trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Sanh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Cuộc đời của người tuổi sủ sanh vào giờ thìn gặp nhiều phiền tỏi, nhưng cuối cùng cũng vượt qua và không phải lo lắng về gánh nặng vật chất. Tuy nhiên âm khí nặng nên đề phòng bị người khác hãm hại và cuộc sống hôn nhân thường không thuận lợi. Sanh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Mệnh người sanh vào giờ tỵ mang tài khổ kho của tràn đầy cuộc sống vật chất sung túc ngoài ra quen vận khá tốt có quý nhân giúp đỡ tuy nhiên người này bị đố kỵ và hãm hại nên phải cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè xanh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ xanh vào giờ ngọ đa phần có vận đào hoa mạnh có số tài tử phong lưu dù là nam hay nữ đều không tránh khỏi tình trạng ly hôn hay ngoại tình. Sinh vào giờ Mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Vì sổ Mùi tương khắc nên người tuổi sổ sinh vào giờ Mùi thường không gặp may mắn, dễ gặp bất hạnh trong tình yêu, hôn nhân. Khi lấy vợ hoặc lấy chồng cần xem xét kỹ ngày tháng và giờ sinh để hạn chế cục diện xấu sanh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Phần lớn người tuổi sổ xanh vào giờ thân đều hưởng phúc lộc trời ban, có quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, mọi việc sự nghiệp thuận buồm xuôi gió và cơ hội thăng quan tiến chức. Làm kinh doanh thì làm giàu có vững bền. Cuộc đời người này phú quý song toàn, hưởng phúc lộc bình an, sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi sủ sinh vào giờ này có sao bạch hổ chiếu mệnh nên tài vận hao tổn, cuộc đời thăng trầm bất ổn, sức khỏe suy nhiệt, bệnh tật liên miên, cần đề phòng các tai họa bất ngờ ập tới. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi sủ sinh vào giờ tuất thường có ý chí kiên cường, tính tình cởi mở, tiền đồ sáng lạng. Đi đến đâu cũng được nhiều người giúp đỡ suốt cuộc đời. Không lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thuận lợi và thành đạt. Tuy nhiên, dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp. Số người này phải lập nghiệp ở nơi xa. Xanh vào giờ hỏi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Xanh vào giờ này đa phần đều có bạn lĩnh hơn người, phải đi xa nhưng dễ lập nghiệp, lên đại nghiệp, làm rạng danh tổ tiên. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi sủ là giờ thân và giờ tuất. Tuổi sủ xanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi sửu xanh vào ngày mùng 1 là người thông minh, lanh lợi. Trung thành tính nghĩa với người ngoài nhưng lại không thân thiết với người trong gia tộc. Xa quê phát triển sẽ có sự nghiệp thành công. Số mệnh tự thân tự lập dựa vào anh em bạn bè không dựa vào người thân. Người tuổi sửu xanh vào ngày mùng 2 được nhiều người yêu thương kính trọng. Tuổi trung niên, bình an, thông thuận, tuổi già vô lo vô nghĩ số mệnh từ bi trường thọ người này chủ yếu hưởng phúc vì thanh thản không ham danh lợi người tuổi sổ sanh vào ngày mùng ba có ý chí lớn lao hạnh phúc vô hạn tuổi trẻ bình thường trung niên thành công xa nhà lập nghiệp số mệnh vinh hoa phú quý càng cố gắng càng được hưởng ưu đãi khi trưởng thành có thể bôn ba nhưng tuổi già an nhàn ung dung. Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng 4, có số phận chìm nội bất định, dầm mưa dại nắng, nhưng anh em bạn bè ôn hòa, được giúp đỡ nên không tới quá mức khốn khổ, nữ mệnh tốt hơn, nam mệnh. Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng 5, ý chí không kiên định, học nhiều mà thiếu thực hành, nên chỉ có kiến thức mà không có kỹ năng, tuổi trẻ bình thường nhờ quý nhân giúp đỡ nên thành công số mệnh vững vàng bình lặng người tuổi sủ sanh vào ngày mùng 6 là người nhạy bén giỏi tính toán đạt thành sự nghiệp anh em hòa thuận thanh niên lao khổ nhưng trung niên đổi vận tuổi già an ổn thương dựa vào gia đình để phát triển công việc riêng người tuổi sủ sanh vào ngày mùng 7 hiểu học hiểu lễ nghĩa tài trị xuất chúng tuổi trẻ không thuận lợi nhưng trung niên đổi vận làm thành đại nghiệp lớn gia đình hòa hợp người này có phận theo con đường quan chức cạnh tranh vị trí cao người tuổi Sửu sanh vào ngày mùng 8 những năm tuổi trẻ sóng gió nhưng trung niên gặp quý nhân giúp đỡ nên phát đạt thịnh vượng số mệnh vinh hoa phú quý tuổi già giàu có sung túc Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng 9, trời sinh thiện lương, tính cách, hài hòa, nhân duyên tốt đẹp, không dựa vào người thân, tự mình cố gắng. Nam chủ về thành tao có khí chất, nữ chủ về thông minh, xinh đẹp. Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng 10, sự nghiệp phát đạt kế thừa truyền thống của gia đình, tuổi trẻ bình thường, trung niên đổi phận, tài lộc dư dả nam mệnh chủ nhà, nữ mệnh vượng phu. Tuổi sổ sanh vào ngày 11, có cách cư xử quyết đoán, can đảm và dũng mãnh. Số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng nhưng ung dung, lâu dài hơn hẳn những người khác. Tuổi sổ sanh vào ngày 12, có tính cách ôn hòa nhã nhặn, chịu được cực khổ, thiếu niên không thuận, trung niên đổi vận, phúc lộc song toàn, gia tộc, thịnh vượng. Người này càng trưởng thành, càng có nhiều phúc khí, càng nhiều tuổi, càng ổn định, vững vàng. Tổ sủ sanh vào ngày 13, trời sinh có phúc, có lộc, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cuộc đời gặp được nhiều quý nhân, có hy vọng thành công, gia trạch hưng vượng, con cái đông đúc và ngoan ngoãn, cơm no ảo ấm. Người tuổi sổ sanh vào ngày 14, nam mệnh trung hậu, tính cách trầm tĩnh an ổn, tướng mạo đẹp đẽ là nhân tài hiếm có. Nữ mệnh thông minh, thanh tú, tuổi trẻ bình thường nhưng trung niên, hành thông, tuổi già có thể nhàn hạ. Tuổi sổ sanh vào ngày 15, tức ngày rằm, có số mệnh nửa mừng nửa lo. Vợ chồng nhân duyên tốt đẹp nhưng hình khắc con cái, có tính hiểu chiến, thích gây gỗ, mất công mất sức vì những chuyện phô bổ nên sự nghiệp thành công muộn, thậm chí còn không thành như đại nguyện. Người tuổi sổ sanh vào ngày 16, thông minh, lanh lợi, học hành xuất chúng, tất đạt được thành công. Thân tâm đều thanh thản, phúc chậm nhưng vững chắc. Là người có số mệnh khổ trước, sướng sau. Người tuổi sổ sanh vào ngày 17, chỉ lực không tốt lắm nhưng là người có tính nhẫn nại kiên trì. Tuổi trẻ bình thường, thường gặp phiền khổ, không có chỗ dựa, tình cảm gia đình không tốt. Lạnh nhạt, tới trung niên mới có, tiến triển chút ít. Tuổi sủ sanh vào ngày 17, tự cho là thông minh, đầu cơ trục lợi, không phục người khác, tính tình cương nghị. Thường mắc nợ người khác và gây thù trước oán, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh vì có tâm tính thiện lương, từ bi, nhân duyên tốt đẹp. Người tuổi sổ sinh vào ngày 19, có danh có lợi đào hoa phượng, nhưng đề phòng mắc bệnh sinh dục do đời sống tình cảm không nghiêm túc, chuyện lăng nhăng còn có thể ảnh hưởng tới tương lai nên càng phải đề phòng. Trung niên thịnh vượng, tuổi già hưởng phúc. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi sửu là ngày 20, báo hiệu con người thiện lương, chân thành, nhân duyên vượng, kinh doanh cỏ lọc, sự nghiệp phát đạt, tài lộc không cần phải nghỉ ngơi. Tuổi sủ sanh vào ngày 21, có đời sống tình cảm hòa hợp, nam mệnh lấy vợ tốt. Vợ chồng yêu thương nhau, người này thích đầu tư, tài nghệ đa gài. Nhưng công việc không chuyên tâm, không có sức chịu đựng nên số mệnh không phát đạt, không có thành tựu đáng kể. Người tuổi sủ sanh vào ngày 22, trung nghĩa, giữ trữ tính, làm việc cẩn trọng, chính trực, nhân duyên tốt, khổ trước, sướng sau, khổ tận, cam lai, tuổi già, cực vượng, nên theo đuổi con đường chính trị, quan chức. Người tuổi sủ sanh vào ngày 23, tâm tính khó lường, thường xuyên thay đổi nghề nghiệp và chỗ ở, hay phải di chuyển, thích, tranh đấu, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, số mệnh sung túc, không thiếu ăn, thiếu mặt. Người tuổi sủ sanh vào ngày 24, có số phận vui buồn đang xen trong phúc có họa trong họa có phúc tuổi trẻ nhiều bồn ba lao lực hay gặp khổ nạn nhưng tuổi già phúc lộc song toàn được hưởng vinh hoa phú quý người tuổi sủ sanh vào ngày 25 có thiện tâm nhân duyên vượng kinh doanh phát đạt sự nghiệp thành công người này càng phúc đức thì càng phát triển không có chướng ngại cản trở Người tuổi Sửu sinh vào ngày 26, có tính tình phóng khoáng hoặc bác lạc quan. Làm việc công chính, biết hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác có tấm lòng chân thành, sổ vinh hoa, phú quý. Người tuổi Sửu sanh vào ngày 27, một đời trung hậu tốt bụng, giữ lễ nghĩa, trí tính, phóng khoáng hào hoa. Ít phải lo nghĩ, sầu muộn là số vô ưu, sướng vì biết đủ và không ham làm giàu bất chính. Tuổi sủ sinh vào ngày 28, trước khung sao cát, tuổi trẻ tuy không tốt, nhiều bệnh tật lại phải bôn ba vất vả tự lập nghiệp kể sinh nhai. Không có chỗ dựa là gia đình, anh em, người thân, nhưng càng về già càng tốt được hưởng phúc ấm, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Tuổi sủ sinh vào ngày 29, nghề nghiệp không ổn định, thường xuyên thay đổi chỗ ở, có số sức ngoại phát triển tha hơn thì tài lộc dồi dào, nỗ lực phấn đấu, tương lai rộng mở, không ngại không thành công, nữ mệnh phượng phu ích tử là người vợ trợ giúp chồng rất tốt. Tuổi sổ sanh vào ngày 30 là người có tính cách nhân hậu hiền từ, từ bi phong độ. Công tư phân minh được mọi người yêu mến và kính trọng số mệnh khổ trước sướng sau càng lớn tuổi càng thuận lợi và có phúc người tuổi sửu sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất người tuổi sửu sanh vào tháng 1 âm lịch tức tháng giêng tháng giêng rơi vào tiết tân xuân người tuổi sửu sanh vào tháng giêng khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở khó khăn nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về nên người tuổi này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay, những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hùng thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phút tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Người tuổi sổ sanh vào tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người tuổi sủ sanh vào tháng này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ có uy quyền, tuy nhiên họ cần có người dẫn dắt trên con đường đời nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộng. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi sổ sanh vào tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành sự lỗ mạng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn phải gặp nhiều điều không được như ý, chịu nhiều, gian nan vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. Người tổ sổ sanh vào tháng 2 âm lịch nên sửa ngay khuyết điểm này mà tu tâm dưỡng tánh. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem xét thời thể, suy tính kỹ càng, không nên cố chấp một mình một ý Ngàn vạn lời có thể không nghe nhưng không thể bỏ qua dù chỉ là một lời góp ý. Có như vậy bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. Người tuổi sủ sanh vào tháng 3 âm lịch. Người tuổi sủ sanh vào tháng này là tháng tiết thành minh, trời đất đổi màu tươi sáng. Người này tỉnh tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt nên đi tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bạo táp nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư giả. Sanh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi sửu có cuộc sống tiêu diêu, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn, ảo mặt. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu. Thông minh, đỉnh ngộ, phong thái, tiêu giao, hiểu sâu, biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống. Nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các nghề về thiên nhiên, nghiên cứu. Tuy nhiên cuộc đời không có ít những đợt sóng gió ngầm, nhưng họ khá may mắn đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ hóa hung thành cát hậu phận cực tốt gia đạo an yên sung túc giàu có con cháu đầy đàn có thể nói vận mệnh của người tuổi sửu sinh vào tháng ba lịch khá tốt có số an nhàn có phúc khí ngập tràn tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật nhưng nếu biết đủ bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu diêu tự tại người tuổi Sửu sanh vào tháng tư âm lịch tháng tư âm lịch rơi vào tiết lập hạ người tuổi Sửu sanh vào tháng này tuy có khát vọng lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời đúng thế nên khó có được thành công cuộc đời trải qua nhiều vất vả phải lăn lộn ngược xuôi đi khắp trốn gian lao đủ cả những tài lộc khó thành bị người khác o ép trói buộc không có được tự do Người tuổi sửu sanh vào tháng tư âm lịch có số vất vả không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn tay luôn chân, vận khí bình thường hay phải chịu chỉ đạo, sai khiến của người khác. Không được tự do hành động theo ý của mình mà luôn bị hạn chế. Con đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặt, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó, thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện vận số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì tuy mô sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Người tuổi sổ sanh vào tháng năm âm lịch, tháng năm âm lịch rơi vào tiết mang chủng người tuổi sửu sanh vào tháng này sức khỏe không được tốt hay ốm đau bệnh tật cuộc sống khó khăn làm chuyện gì cũng có nhiều trở ngại cản đường tinh thần mệt mỏi nên chú ý tu dưỡng tâm tính đừng nên hành động bốc đồng sanh vào tháng năm âm lịch vận mệnh người tuổi sửu không được tốt lắm xong được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu lương thiện thành thực chân tình họ phải sống xa quê hơn để mưu sinh lập nghiệp, xong tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh, chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên người tuổi Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống tới hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó thì chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ có thêm nhiều ý nghĩa. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Sửu sanh vào tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ sự nghiệp thành công như ý. Người sinh vào tháng 6 âm lịch tuy không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiên vận trải qua nhiều khó khăn, trung vận dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ích nhưng lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời sống của người này, không có số nắm quyền, trí tệ hơn người, có tài văn trường, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ gìn chữ tính. Họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc tiêu dao tự tại người tuổi sổ sanh vào tháng 7 âm lịch tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu người tuổi sổ sanh vào tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng được hưởng nhiều phúc khí gặp nhiều may mắn tài lộc dồi dào gia đình sung túc hoạn lộ hanh thông tiên vận được phúc tinh cao chiếu tuổi già được hưởng phúc lộc còn hiền cháu thảo người tuổi sủ sanh vào tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập họ là người có khí chất bất phàm thông minh đỉnh ngộ vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên lại vừa được gia đình nâng đỡ ủng hộ rất nhiều cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn tai lộc ôm ôm kéo tới không ngừng số vượng tài vượng lộc tuổi già càng phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn, xung vầy cùng con cháu phúc khí cực vượng. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, người tuổi Sửu sanh vào tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, xong lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có chỉ và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người có tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiếng biết lùi, ứng sự khéo léo. Tương lai là người có sự nghiệp thành công, đức cao, vọng trọng. Người tuổi sổ sanh vào tháng 8 âm lịch có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít trải qua những hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra được những ý tưởng độc đáo có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Về gia, họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều, trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ phải gặp những điều cản trở, chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng thỏi chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng được cơ nghiệp cho mình. Có thể nói vận mệnh của người tuổi Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào, tuy nhiên họ có phần không được thỏa mãn với bản thân nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Người tuổi Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ. Người tuổi Sửu sanh vào tháng này, tùy xuất thân phần hàng điểm xuất phát thấp hơn mọi người nhưng lại có ý chỉ kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thôi vận an hòa, mọi sự như ý các từ, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi. Họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý được quý nhân phù trợ, nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân cho xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Người tuổi sửu sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông. Người tuổi sửu sanh vào tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào. Con đường học vẫn rất hành thông. Vận mệnh của người tuổi Sửu sanh vào tháng 10 âm lịch tiên vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên. Họ phải tự thân vận động, không được cậy nhờ về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vận khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực dần giành được nhiều thành tựu có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn ảo mặt tuổi già phúc lộc song toàn, hưởng lộc an nhàn. Người tuổi sửu sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết. Người tuổi sửu sanh vào tháng này được hưởng phúc lộc từ tổ tiên. Xong gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực, khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều, tri ân, tri kỷ. Có chuyện buồn, không nơi giải bài, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu an ủi duy nhất là sức khỏe tốt. Tuy nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời nhưng được bình an. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 11 âm lịch vận mệnh có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Tuy nhiên người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu hoang. người tuổi Sửu sanh vào tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trời, sự nghiệp không gặp nhiều thuận lợi nhưng lại gặp khó khăn chắc trở. Tuy nhiên hậu phận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi sửu sanh vào tháng 12 âm lịch, tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ cản trở nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí quyết tâm và kiên định thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu phận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận, tuy kinh tế không khả giả nhưng phẩm chất của con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.